Ladies and gentlemen, please welcome on stage. Chúng ta cùng chào mừng lên trên sân khấu thành viên 10 triệu đô, 10 năm Team Lip và 3 năm Team Lip Platinum for Star Lilian Ong. Xin chào Đông Nam Á. Wow, it's my favorite market. Đông Nam Á luôn một thị trường yêu thích của tôi, bởi vì những người tôi yêu thích đều đang ở trong khán phòng này. Indonesia, Abakaba. Xin chào Indonesia. Where is Vietnam? Việt Nam đâu rồi ạ? Xin chào. Xin chào Việt Nam. And where is Thailand? Thailand. Xin chào Thailand. Wow, I think New Skin is amazing. We should give New Skin đối tác của chúng ta thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy cho đối tác của chúng ta một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. You know, các bạn biết, Southeast Asia is a very special market. Đông Nam Á luôn là một thị trường rất đặc biệt. Many different countries, với những quốc gia khác nhau, different languages, ngôn ngữ khác nhau, diverse in culture, sự đa dạng về văn hóa. But we are united. Nhưng chúng ta đoàn kết. United in one. Chúng ta đoàn kết trong một gia đình Nu Skin, tinh thần Nu Skin. And our spirit is to raise. Tinh thần của chúng ta là để phát triển sự chuyên nghiệp của cái ngành công nghiệp này, và hãy làm cho đối tác của chúng ta trở thành số 1 trong cái thị trường này. Các bạn có đồng ý với tôi không? Đây là lý do vì sao chúng ta ở đây. Và ngày hôm nay tôi thực sự rất vinh hạnh được đứng trên sân khấu này để chia sẻ với các bạn về chủ đề lãnh đạo. Và mỗi lần khi chúng ta nhắc đến lãnh đạo thì thường chúng ta sẽ nghĩ về điều gì? Chúng ta sẽ nghĩ về cái từ kỹ năng lãnh đạo, đúng không ạ? Thế các bạn theo đây là một công việc lớn lao hay không? Oh no. Ôi không. Am I speaking English? Tôi có đang nói tiếng Anh không? Where is the Southeast Asia passion? Sự phản hồi nhiệt huyết và sự tâm huyết của Đông Nam Á đâu rồi ạ? You know, các bạn biết không? I've been waiting at the back hall. Tôi chờ đợi ở sau cánh gà thì não của tôi không còn oxy để thở nữa. Thật sự mà nói là như vậy. Vì thế tôi cần được động viên nhiều hơn, cần được khích lệ nhiều hơn. Dù đã rất nhiều lần đứng trên sân khấu chia sẻ, nhưng mà tôi luôn luôn cảm thấy hồi hộp. Vì sao ạ? Vì tôi luôn muốn mang đến điều tuyệt vời nhất cho các bạn. Và mỗi lần khi chúng ta nhắc đến từ lãnh đạo hoặc là sự lãnh đạo, nó luôn luôn đề cập đến những cái công việc lớn lao, nặng nề, đúng không? Và chúng ta nghĩ về, và khi chúng ta nói về những người lãnh đạo thì chúng ta sẽ nghĩ về những tên tuổi lớn như Steve Jobs, Bill Gates, Nelson Mandela hay là John C. Maxwell. Nhưng ý nghĩa của kỹ năng lãnh đạo là gì? Ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo? Ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo ạ? Các bạn có biết indirectly, một cách gián tiếp thì mỗi chúng ta đều đang lãnh đạo một ai đó. Khi chúng ta trở về nhà ngày hôm nay, có phải là chúng ta đang lãnh đạo những đứa con của mình không ạ? Đúng vậy. Thì cả trong văn phòng hay trong đội nhóm của chúng ta, có phải các bạn cũng đang lãnh đạo một ai đó không ạ? Thậm chí là bằng cách ngồi trong khán phòng này thôi. Nếu như các bạn chưa tin tôi, thì mỗi chúng ta đều có cái tầm ảnh hưởng. Mỗi chúng ta đều có tầm ảnh hưởng về sự lãnh đạo. Nếu như trong khán phòng này chỉ có một người, một người ngáp thôi, thì cả cái dãy ghế đó sẽ ngáp theo. Các bạn thấy đúng không ạ? Leadership influence. Thì mỗi người chúng ta đều trải nghiệm cái khả năng lãnh đạo. Và tương tự như vậy, nếu như ai trong khán phòng này đang vỗ tay, thì cả dãy ghế thì sẽ như nào ạ? Do you know, các bạn có biết rằng vì sao chúng ta luôn luôn cần phải vỗ tay trong cuộc đời mình? Bởi vì trong cuộc sống này, tất cả mọi thứ đều xứng đáng được tán dương. Chẳng có ai vỗ tay theo thế này cả. Khi các bạn vỗ tay, năng lượng của bạn lên cao, là các bạn tạo ra một cộng hưởng và tần số chuẩn bị cho sự thành công của các bạn. Đúng không ạ? This clap is for you.
Tràng pháo tay này là dành cho các bạn. So to me, đối với tôi, everybody, mỗi người đều có thể trở thành một nhà lãnh đạo. Và quan trọng hơn cả là lãnh đạo chính bản thân chúng ta. Và tôi hỏi một vài người xung quanh, có một vài người nói với tôi rằng là cái công việc lãnh đạo nghe có vẻ nặng nề, đáng sợ, có rất nhiều trách nhiệm và những thứ khác. Nhưng các bạn biết rằng lãnh đạo có nghĩa như thế nào với tôi không ạ? Lãnh đạo dẫn đầu là một từ rất đẹp. Vì sao ạ? Nhà lãnh đạo là như nào? Nhà lãnh đạo không phải là những người đứng trên sân khấu, đứng trên bục, đi đi lại lại. Đó không phải là một nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo là người sẵn sàng và luôn sẵn lòng cải thiện cuộc sống của những người khác. Đối với tôi, một nhà lãnh đạo là một người phụng sự dẫn đầu. Số lượng, số tiền mà chúng ta kiếm được tỷ lệ thuận với số lượng người mà chúng ta giúp được. Các bạn có nghĩ giống như tôi không ạ? Vì thế các bạn biết không? Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây chính là ý nghĩa trong cái công việc chúng ta đang làm. Nếu như bạn là một người luôn luôn sẵn sàng đứng dậy để cải thiện cuộc sống của gia đình mình và những người xung quanh bạn, thì bạn là người có tố chất của một nhà lãnh đạo vĩ đại. So many people say, có rất là nhiều người nói rằng so passionate about điều gì thing, khiến tôi right? trở nên so đầy đam mê nhiệt huyết như so này, khiến tôi luôn skin, có nhiều sự sống tràn đầy sức sống skin, khi mà you know, sau nhiều năm đối mặt rất nhiều thử thách. Và mỗi lần khi mà tôi nói về cậu đối tác của tôi luôn luôn tràn đầy sức sống. Các bạn có muốn biết vì sao không ạ? Đây là cái điều mà chúng ta cần phải luôn luôn nhắc đến khi mà chúng ta làm công việc này. Và khi các bạn hỏi tôi rằng lãnh đạo nghĩa là gì, thì nó được thể hiện rất rõ trong cái bản tuyên bố về sứ mệnh của chúng ta. Sứ mệnh của chúng ta là một đội ngũ làm việc vì những điều tốt đẹp, để cải thiện cuộc sống. Nào, tinh thần New Skin đâu ạ? This is the meaning in what we do. Đây chính là ý nghĩa của cái việc chúng ta đang làm. Trong cuộc sống, chúng ta không thể nào kiểm soát được chiều rộng của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được chiều sâu của cuộc sống thôi. Và đối với tôi, lãnh đạo là một từ rất ý nghĩa, bởi vì nó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được để khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi vừa mới trở về từ châu Phi ạ. I look a bit tan, right? Trông tôi có một chút sáng nắng đúng không các bạn? Yeah, I was there for more than 2 weeks. Vâng, tôi đã ở đó hơn 2 tuần. You know, so I just kỷ niệm với gia đình của mình. Và khi tôi quay trở về cũng cách đây không lâu thôi. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy các bạn trong hội nghị này. So you know we were chasing các bạn biết không ạ? Tôi đang săn đuổi các loài động vật ở đó. Và chúng tôi gọi đó là top 5 con vật nổi tiếng ở châu Phi. None other than elephant. Voi. What do you see? Các bạn nhìn thấy không ạ? Voi, tê giác, cheetah, con trâu, lion, báo hoa đốm và sư tử. The king of the jungle? Vậy ai là chúa tể của rừng xanh? Again? Loài vật nào là chúa tể của rừng xanh? Vâng, why? Sư tử. Lion. Vì sao lại là sư tử ạ? Vì sao? You know? And I was really hunting high tôi and low. Nhớ, truy lùng săn đuổi khắp mọi nơi trong cái cuộc đi săn chỉ để tìm kiếm con sư tử. Nhưng sư tử là loài động vật duy nhất mà tôi đã không thể nhìn thấy. So, you know, why lion? Và các bạn biết không ạ, vì sao lại là sư tử? A lion, một con sư tử. It's not the heaviest. Sư tử không phải là cái loài động vật nặng nhất, cũng không phải động vật nhanh nhất, cũng không phải là động vật cao nhất. Và cũng không phải là loại động vật thông minh nhất. Nhưng vì sao sư tử lại là chúa tể của rừng xanh? Các bạn đã từng hỏi chính mình câu hỏi này chưa ạ? Yes or no? Có hay chưa ạ? Các bạn biết không? Tôi có hỏi một người, một cái anh chàng này, vì sao sư tử lại là chúa tể của rừng xanh? Nó tương tự giống như công việc kinh doanh của chúng ta vậy. Có rất là nhiều người I can't talk like nói tôi you. Rằng là, you know, là Linh Nhân, tôi không thể nói được giống như chị. Tôi không có hệ thống, tôi không biết cách làm công việc này. Làm thế nào tôi có thể trở thành một người lãnh đạo đây? Và tôi nói rằng lãnh đạo
Là một nhà lãnh đạo là người phải biết cách lãnh đạo chính bản thân mình. Rồi chúng ta quay trở lại câu chuyện về sư tử. Vì sao mọi loài động vật đều phải e dè và sợ sệt, tôn trọng con sư tử? Có thể là các bạn ở đây chưa bao giờ nhìn thấy một con voi thật. Nó to gấp 10 lần con sư tử, cực kỳ to. Các bạn biết là con voi sẽ làm gì khi tức giận không ạ? Là tai của nó sẽ giang rộng ra. Nhưng vì sao một con sư tử, con voi to lớn như vậy lại sợ sệt của con sư tử? Các bạn biết không ạ? Khi mà con voi nhìn thấy con sư tử thì chúng sẽ nghĩ gì ạ? Chúng sẽ nói, ôi trời ơi, ôi không, ở đây có một con sư tử, chạy mau, chạy mau. Đó là cái cách mà con voi phản ứng khi nhìn thấy con sư tử. Nhưng khi con sư tử nhìn thấy con voi thì nó sẽ phản ứng thế nào? Nó sẽ nói là bữa trưa đi rồi. Vâng, một con sư tử là chúa tể của rừng xanh, bởi vì sư tử không hề biết sợ hãi là gì. He's not afraid. Sư tử không hề sợ hãi bất kỳ loại động vật nào các bạn. And on the average, và trung bình, mỗi con sư tử doesn't win không phải lúc nào cũng giành chiến thắng cho các cuộc đi săn. Khi chúng đi săn, chúng cần phải chuẩn bị hay là bảo vệ, chuẩn bị chính mình 7 đến 8 lần trước khi mà chúng thực sự bắt được cái con mồi của mình. Nếu như các bạn hỏi tôi rằng that makes lion, điều gì khiến con sư tử trở thành chúa tể của rừng xanh, is what we call the thì tôi nói với các bạn rằng đó chính là thái độ. Okay? It's what we call the attitude. Thái độ các bạn. His attitude. Thái độ của what sư tử attitude? Là cái thái độ như nào? His die, đó là thái độ có chết cũng phải làm. Makes every animal khiến cho mọi loài động vật phải biết khiếp sợ và e dè trước con sư tử. Cho bản chất và bản năng con sư tử. Vậy thì để tôi tóm gọn cho các bạn, điều gì sẽ tạo nên một nhà lãnh đạo? Nó không phải là trình độ học vấn mà là thái độ các bạn. Cái thái độ có chết cũng phải làm. Và để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một câu tiếng Anh này. Vâng, chính là cái câu có chết cũng phải làm. Die die must make it. Đây là cái câu theo tiếng Anh Singapore. Short form, viết tắt là DDMMI. So attitude. Vâng. Is more thái độ thì quan trọng hơn trình độ rất nhiều. The greatest disability in life. Cái bất lợi lớn nhất trong cuộc sống này chính là cái thái độ xấu. You know, a lot of people say, có rất là nhiều người hỏi tôi rằng làm thế nào để có được cái tinh thần thái độ có chết cũng phải làm này. Ở đây có bao nhiêu người có cái thái độ giống con sư tử ạ? Một cái tinh thần có chết cũng phải làm. Tôi không có thể đeo kính áp tròng, tôi chỉ có thể nghe được các bạn thôi. Hãy cho tôi thấy được tinh thần của các bạn. Wow, tôi vừa nghe được những con sư tử đang gầm rú ở dưới kia. Làm tốt lắm các bạn. I like that. Tôi rất thích điều này. I love that. Tôi vô cùng thích điều này các bạn. You know, how can you have this DDMMI? Làm cách nào để có được cái tinh thần có chết cũng phải làm này? DDMMI is a muscle. Cái tinh thần này nó là một cái cơ bắp các bạn. Nếu các bạn không có cơ bắp thì các bạn có thể giả vờ được. It's a muscle. Nó là một cái cơ bắp các bạn cần phải được luyện tập. Nó không thể có một cách ngẫu nhiên. Every day, every một con sư tử đã luyện tập cái thái độ này, cái tinh thần này mỗi ngày. Nó cũng làm tôi nhớ về những cái tháng ngày tôi bắt đầu công việc kinh doanh này. How to cultivate the DDMMI spirit? Làm thế nào mà tôi khai thác triệt để cái tinh thần tuyệt vời này của tôi? One question I would like you to bring home today. Một câu hỏi mà tôi muốn gửi tặng cho các bạn, tôi muốn dành cho các bạn khi mà các bạn mang về, khi các bạn trở về nhà ngày hôm nay. Vì sao chúng ta cần phải thành công trong cuộc sống này? Vì sao? No, we in Singapore we study ở Singapore, chúng ta phải học rất là nhiều năm. Ở khi vào đại học thì chúng ta phải học nhiều hơn nữa. Nhưng một cách lạ lùng là rất ít người hỏi câu hỏi này. Vì sao chúng ta phải thực sự thành công trong cuộc sống? Now, maybe many of us we didn't think of this question. Có thể là có rất nhiều người trong chúng ta không hình dung về câu hỏi này. Nhưng nó gợi nhắc tôi về cái người con trai của tôi, 8 tuổi. Và tôi rất thích hỏi anh ta những cái câu hỏi. Now imagine thế thử tưởng tượng nếu như con trai các bạn give you this attitude.
cho bạn thấy cái thái độ này. Mẹ ơi, mẹ ơi, con không thể thích tiếng Trung một tí nào. Tiếng Trung rất là khó. Không sao cả nếu như con thất bại. Bởi vì kiểu gì con nói được tiếng Anh mà. Theo các bạn thì đấy là một thái độ tốt hay không? Đấy có phải là một cái thái độ tốt mà chúng ta nên ủng hộ hay không ạ? Tất nhiên là không rồi các bạn. So my question to you is, thì câu trả lời câu hỏi các bạn của tôi dành cho các bạn là gì? We think about this question. Mà bất kỳ lúc nào chúng ta nghĩ về câu hỏi này. Vì sao chúng ta luôn luôn phải thành công trong cuộc sống? You know, like many speakers will share today. Các bạn không có rất là nhiều diễn giả đã chia sẻ ngày hôm nay. Và họ đã bay từ rất xa, từ Nhật Bản, từ Mỹ đến đây. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay. Tôi muốn xem, tôi muốn được nghe thấy hơn những tràng pháo tay của sư tử. Tôi muốn nghe là những tràng pháo tay của sư tử, những tràng pháo tay của sư tử các bạn. I asked myself this question when I first started. Khi tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh này, tôi cũng hỏi mình câu hỏi này. Many people are always looking for how to do new things. Tìm cách làm thế nào để làm được công việc này. Nhưng thực ra, 90% lý do nằm ở sức mạnh, sức mạnh của cái sự khát khao các bạn. Now, when I was young, something interesting happened. Khi tôi còn nhỏ, có một sự kiện đáng nhớ xảy ra trong đời tôi. You know, I came from a less tôi xuất thân từ một gia đình không có gì danh giá. My dad left my mom. My mom cha was a tôi housewife. Đã từ bỏ hai mẹ con tôi. Lúc đó là mẹ tôi là một nhà nội trợ. At the age of 12. Okay? Mẹ tôi không phải là người no education, có giáo dục. Và thời điểm đó tôi mới 12 tuổi. So I remember tôi one day when I was in school, my mom came running to me. Ngày đó khi tôi đang ở trường học và mẹ tôi chạy đến tìm tôi. She was crying. Tôi thấy bà đang khóc. And I don't understand. Tôi không hiểu vì sao. Her eyes looked lost. Đôi mắt của bà ấy trông thật lạc lõng. My dad packed his stuff. Cha tôi đã sắp xếp hành lý và rời bỏ. Without a goodbye. Không có một lời từ biệt nào. So you know, from các bạn that biết không day onwards, từ cái ngày đó trở đi. Our life changed. Cuộc sống của chúng tôi thay đổi. My mom had to do 3 jobs. Mẹ tôi phải làm 3 công việc để mà nuôi sống chúng tôi. And I started working at 13. Và tôi phải bắt đầu làm việc khi mới 13 tuổi thôi các bạn. So, you know, when she was working so hard to bring us up. Phải làm việc like rất chăm chỉ để nuôi dưỡng chúng tôi, giống như you tất know, cả bố mẹ even chúng ta though vậy. They are fighting hard, but mặc they dù never là họ đang phải đấu tranh worry. Mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ phải để cho chúng ta lo and lắng. She never và mẹ tôi chưa tired. Bao giờ nói rằng là bà ấy mệt mỏi cả. Chưa bao giờ, so chưa một lần nào hết. Và từ ngày đó trở đi, tôi luôn nhắc nhở chính mình vì sao tôi cần phải thành công trong cuộc sống này. Thành công chính là trách nhiệm. Các bạn, tôi có nói đúng không ạ? Thành công là một sự bắt buộc. Thành công là một trách nhiệm. If you really love your family, nếu các bạn thực sự yêu gia đình của mình life, và luôn luôn mà muốn mang đến điều tốt hơn cho họ trong cuộc sống, thì đây là một điều bắt buộc các bạn cần phải thành công. Thế như các bạn hỏi rằng sức mạnh của tôi đến từ đâu? Bên cạnh sức mạnh mà Chúa trời ban cho tôi, sức mạnh, cái điều gì mang lại cho tôi cái tinh thần có chiếc cũng phải làm này, đó chính là gia đình tôi. Và tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đều yêu thương gia đình của mình, đúng không ạ? Và tôi, tất cả chúng ta đều muốn mang lại một gia đình, một cuộc sống tốt hơn cho gia đình của mình. Khi tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh này, tìm kiếm 12 người để làm việc cùng sao? Trời ơi, quá dễ. Bởi vì tôi đã từng là giám đốc bán hàng cơ mà, không có vấn đề gì cả. Nhưng thực sự thì, khi mà tôi bắt đầu công việc này ở tuổi 25, bây giờ thì tôi đã 42 tuổi các bạn. Ôi, thời gian trôi quá nhanh các bạn ơi. Các bạn, I was so enthusiastic. Tôi thực sự rất là háo hức. My classmate was telling me that nutritional products của tôi nói rằng là các sản phẩm dinh dưỡng rất là đắt đỏ. I haven't even started with H-Lock. Lúc đó thì tôi cũng chưa hề có bắt đầu với H-Lock. One of my friends, my classmate, bởi vì lúc đó nó chưa tồn tại. Rồi có một người bạn thân của tôi, tôi cho cô ấy sử dụng thử cái sản phẩm, nhưng mà cô ấy đã từ chối tôi thẳng thừng. Có ai trong các bạn đã có trải nghiệm tương tự giống như tôi không ạ? Là người bạn thân của các bạn từ chối bạn thẳng thừng luôn. Các bạn có cảm thấy tổn thương hay không? Có tổn thương không ạ? Nhưng để tôi nói cho các bạn biết, cái cuộc chiến tàn khốc nhất sẽ sản sinh ra sức mạnh vĩ đại nhất các bạn. Until today, cho đến tận ngày hôm nay, I thank her.
tôi phải cảm ơn cô ấy. Ngày xưa khi mà tôi nói về công việc kinh doanh này, các bạn học của tôi bắt đầu thì thầm phía sau lưng tôi, Lilian đang làm công việc này đấy. Nghĩa là khi mà cô ấy gọi cho bạn, tức là đừng có mà nghe điện thoại, đừng có nghe điện thoại. Nhưng cảm ơn Chúa trời, tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy được thành công của tôi ngày hôm nay. Thời điểm đó, tôi là một giám đốc bán hàng. Mọi việc phải dễ dàng hơn với tôi khi mà tôi có thể mời mọi người vào công việc của mình. Nhưng mà trời ơi, không có ai tham gia với tôi cả. Không có một người đồng nghiệp nào. Tôi không hiểu vì sao. Vì tôi lúc đó rất là tồi tệ. Và tất nhiên, sau rất nhiều lần tôi cố gắng nỗ lực mời mọc tất cả những người bạn vào làm việc với tôi, thì tôi mời 20 ông chú và bà dì là làm việc với tôi. One of them joined me. Cuối cùng thì cũng có một người months, làm việc của tôi. Right after she nhưng sau 4 tháng, bà ấy đã từ bỏ ngay khi bà ấy trở thành executive. You know, các bạn biết không ạ? Nhưng ngày hôm nay, cô ấy đã trở thành Blue Diamond và trở thành thành viên 1 triệu đô mới, sẽ được vinh danh ngày hôm nay các bạn. Henny Sentosa from Indonesia. Người bạn tuyệt vời của tôi đến từ Indonesia. You know something? Các bạn biết điều gì? Có một điều là khi ông trời đóng lại một cánh cửa trong cuộc đời bạn thì sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Có nghĩa là ông trời mang đến một điều gì đó tốt hơn cho bạn. Và khi mà cái chuyện đó xảy ra thì tôi bắt buộc phải đến Malaysia. Trong trái tim của tôi, tôi nghĩ rằng Malaysia sẽ một thị trường dễ dàng hơn. Bởi vì Malaysia là vương quốc của ngành kinh doanh hệ thống này. There's a lot of, you know, có people, rất là nhiều you know, người ở đó platform. Yêu thích cái nền tảng kinh doanh này. So I started. Và tôi bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn. And you know what happened? Các bạn biết điều gì xảy ra every không? Day, mỗi ngày, I reached sau khi Malaysia, Johor Bahru tan ca, at 9 p.m. tôi chạy and đến I leave Johor Bahru after 12 midnight, và lúc 9 giờ tối và quay trở về nhà sau 12 giờ đêm. Và ngày tiếp theo tôi đi làm. Và cái vòng tròn tuần hoàn này lặp đi lặp lại. It was so awesome. Điều tuyệt vời là OPP, I share about opportunity. Tôi đã chia sẻ cơ hội kinh doanh cho rất nhiều người trong một trung tâm thương mại cho đến khi cái trung tâm đó đóng cửa. Wow. My power is so amazing. Sức mạnh của tôi lúc đó thật là tuyệt the vời các bạn. Close out, really, it close out. Today, khi mà drive to Johor, trung tâm ấy thực sự đóng cửa. Now ngày hôm nay nó I know why I didn't make it last time, okay? Và tôi không hiểu vì sao tôi có thể làm and được điều in those này good old days, there's no Google Map. Thời điểm đó làm gì có Google Maps các bạn, cũng không no có Facebook, no không có Instagram. Writing names, mọi thứ tôi đều phải viết xuống giấy. Tôi phải viết 50 cái tên, thực sự là một thử thách lớn. Nhưng đó là cái cách mà tôi đã bắt đầu. Và mỗi lần it cost me 40 cents. Tôi đến, tôi today di chuyển can just send ở trong Malaysia to tôi phải mất 40 đô các bạn. And you know, và các bạn biết không ạ? So I started my Malaysia market. Tôi bắt one đầu thị day, trường I met a stranger Malaysia. Có một ngày tôi bắt gặp được một người lạ. So I was một người lạ, so anh ta làm việc ở một công ty bảo hiểm trong cái tòa nhà. Và rồi tôi nói chuyện với anh ta và để đưa anh ta về nhà. Các bạn biết không ạ? Ở giữa cái nơi mà tôi không biết là đâu đấy, không hề có một tí đèn đường nào. Giữa con đường đấy mọi thứ hoàn toàn tối đen. GPS cũng không còn kết nối luôn. Thực sự tôi là một nhà vô địch. And you know what I did? Các bạn biết là lúc đấy tôi làm gì không? Continue going tôi forward. Tiếp tục đi because về phía trước. Christopher Columbus bởi vì Christopher Columbus, Columbus nói rằng là thế giới này là hình tròn. Because there's only one way. Bởi vì chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là cái cách chúng ta cần phải tiếp tục đi trước. Part, God is good. I reach và back điều the tuyệt custom. Vời là tôi đã có thể back in one piece. Tôi có thể you know, đưa người đồng nghiệp đó về nhà và and then, trở về một cách when an toàn. I was so enthusiastic about New Skin, một điều mà tôi thực sự rất là hào hức về công việc này là tôi nói chuyện được rất là nhiều người, tới rất là nhiều người ở Malaysia và
Bạn biết không, họ thực sự là cứ mỗi một người họ tham gia tận 5 công ty hệ thống như thế này. Họ nói, họ sẽ chia sẻ với tôi về cái cách làm thế nào để giàu nhanh. Rồi công ty của họ tuyệt vời như thế nào và họ sẽ kiếm tiền nhanh như thế nào. Nhưng khi nhìn vào sản phẩm của họ, trời ơi, không có sản phẩm nào là thật cả. Họ chỉ bán giấc mơ và hy vọng thôi. Tất cả chỉ có thế thôi. Vì họ gọi rằng là cái chính sách kiếm tiền nhanh này làm cho tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Bởi vì khi tôi chia sẻ với họ về cơ hội thì họ cũng chia sẻ với tôi về cơ hội. Đó là cái trải nghiệm đầu tiên khi tôi làm công việc này. Và tôi thực sự không biết là họ đang nói về cái gì. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn rằng đối tác của chúng ta chắc chắn sẽ trường tồn cùng với thử thách của thời gian. I have a belief system. Tôi có một niềm tin như vậy rằng bất kỳ việc gì, bất kỳ điều gì, rằng bất kỳ điều gì mà cần phải khởi động lại sau một vài năm chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh được. Hay bất kỳ điều gì các bạn không thể nào tích góp được thì sẽ không bao giờ tích góp được. Vậy, vì sao tôi lại giữ vững lập trường như vậy? Bởi vì I know. Tôi biết rằng what I want in New Skin is longevity. Tôi muốn đạt được điều gì? Cái điều mà tôi muốn đạt được trong cơ hội kinh doanh này chính là cái sự trường tồn. I do not just want to earn money. Tôi biết rằng khi tôi đến với công việc này không phải chỉ để kiếm tiền mà tôi thực sự muốn cải thiện cuộc sống với những sản phẩm sáng tạo, rewarding opportunity and enriching uplifting culture. Cơ hội giải thưởng và đề cao được cái tính văn hóa của mỗi quốc gia. You know? Các bạn biết không ạ? Of course it's easy to say that. Tất nhiên nói thì dễ rồi. Some of us in this room maybe một vài người at a point trong that I was in trong khán phòng này cũng ở trong cái tình cảnh của you know, tôi when I was trước down đó and under, cái thời điểm mà tôi cực kỳ khó khăn, tôi hỏi chính mình câu hỏi này. A few years later, một vài năm nữa, when you know you're gonna khi mà các bạn biết rằng bạn sẽ trở thành member, một thành viên 10 triệu đô, what are you gonna tell yourself today? Bạn sẽ nói với chính mình điều gì ạ? Đi đi, có chết cũng phải làm. So I know. Vâng, và tôi biết tôi sẽ trở thành thành viên 10 triệu, 20 triệu đô. So I told myself, vì thế tôi nhắc nhở chính mình, tôi cần phải kiên trì, tôi không được phép từ bỏ. Và tôi sử dụng và tôi phải dùng cái sự kiên trì của mình để đánh phá lại mọi thứ. And in the second 7 years. Và sau 7 năm tiếp theo đó, tôi có nhiều thời gian hơn cho cái kỳ trăng mật của mình, thời gian cho con trai của tôi, cùng con trai tôi đi du lịch hơn 30 quốc gia. Và rồi tôi vẫn nhận được kết quả gấp hơn 10 lần các bạn. Và điều mà các bạn, nghĩa là điều mà các bạn ở trong công việc này, các bạn không phải lúc nào cũng phải khởi động lại, mà cái thành công của các bạn có thể luôn luôn được tích góp lại. Đó chính là điều mà đối tác của chúng ta làm được cho chúng ta. And then I, you know, I told myself. Và tôi nhắc nhở bản thân mình rằng. Long time ago when I was in Malaysia, when I went to KL for 2 years, I rented an apartment. Kuala Lumpur cho 2 okay, năm. Hoping to explore the KL market. Với hy vọng rằng tôi sẽ bùng nổ thị trường này. My pocket exploded. Và các bạn, tôi bùng nổ được cái gì? Because là ví tiền của tôi cũng cháy theo. A lot of appointment. Bởi vì tôi and có rất nhiều cuộc hẹn. They tell me Malaysia has và họ nói với tôi airport. Rằng I see, what do you mean? Ở Malaysia có một sân bay rất đắt. Có nghĩa là họ sẽ cho bạn lái máy bay các bạn. In Singapore English it means trong Singapore, say, okay, okay, tiếng Singapore coming, nghĩa là ok tôi sẽ đi. Nhưng họ sẽ không bao giờ xuất hiện. I tell you. That's why I know all the good đó là lý do vì sao tôi biết là ở Kuala Lumpur món ăn nào ngon nhất. Vậy các bạn có thể hỏi tôi và tôi có thể tìm được chỗ nào để ăn ngon được. Và cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn nhớ cái tâm nhìn mà tôi có khi mà cái thời điểm khó khăn. Tôi nói với bản thân mình rằng một ngày trên mọi con phố, một ngày nào đó trên mọi con phố, mọi con đường, mọi lối ra của đường cao tốc chắc chắn sẽ luôn có hình ảnh của người ta chúng ta. Đó sẽ là những con người, đấy là những khách hàng luôn sử dụng sản phẩm của công nghệ Edgelock tất cả mọi nơi.
Everybody wants a better life. Ở đây có ai muốn cuộc sống tốt hơn ạ? Vâng, tất nhiên tất cả mọi người đều muốn cuộc sống như vậy. So my dear friend, I really encourage you today. Và tôi muốn động viên các bạn rằng là đừng chỉ đến vì kiếm tiền, mà hãy tìm kiếm cái điều đấy lớn lao hơn. Để hãy làm vì giấc mơ, vì tình yêu và vì gia đình các bạn. Và rồi khi tôi đến với thị trường Indonesia, vì Indonesia là thị trường lớn nhất ở Đông Nam Á. Có đúng không các bạn? And I was telling myself, và tôi nhắc nhở chính bản thân mình rằng là, I have no friends, là tôi khi tôi bắt đầu thị trường này, tôi không hề có bạn bè ở đó. Và tôi kết nối để tìm bạn bè. I know tomorrow, tôi đến với Suntec City. Tôi biết là ngày mai sẽ có nhiều người đến Suntec City. Exhibition, a ở đó có một cái buổi triển lãm, buổi triển lãm nhượng quyền. Và tôi đang tìm, lúc đó tôi đang tìm kiếm đối tác kinh doanh người Indonesia. Và dường, tôi nhìn thấy một nữ doanh nhân. Okay, so you know, I talked to her tôi about nói chuyện skin, với cô ấy về đối tác của chúng ta và cô ấy thực that sự rất là háo hức, cũng khiến tôi háo hức luôn. Nhưng các bạn biết she điều gì không? Good English because she speaks cô ấy nói America. Tiếng Anh cực kỳ giỏi. And I realized và tôi nhận ra rằng là cô ấy giống người Mỹ hơn là người Indonesia. Bởi vì cô ấy đã quên mất đi cái gốc Indonesia của mình rồi. Cô ấy thậm chí không hề có bạn bè ở Indonesia bởi vì cô ấy ở Mỹ quá lâu rồi. Nhưng ngày hôm nay cô ấy đã trở thành bạn thân của tôi và là thành viên 1 triệu đô sẽ được vinh danh ngày hôm nay. And she's just back from the US. Cô ấy vừa trở về từ Mỹ sau một cuộc sau một kỳ nghỉ dài. In Indonesia they have a unique culture. Ở Indonesia có một cái văn hóa rất độc đáo. Indonesia is a very polite and a nice country. Tức là người Indonesia vô cùng là totally lịch thiệp, from Singaporean, hoàn toàn khác biệt American. Từ người Mỹ in America, hoặc là người Singapore. When we say yes, it's a yes. Ở Mỹ no, khi bạn nói no. Họ nói có nghĩa là có, but không nghĩa là không. Nhưng ở Indonesia yes. Họ chỉ có nói có thôi. So you know when I ask them, và khi tôi hỏi họ, are you interested in the business? Yes. Các bạn có yêu thích công việc do không? Do you want to buy the product? Yes. Các bạn có muốn mua sản phẩm không? You know, do you want to come for the meeting? Okay. Các bạn có muốn tới dự buổi họp không? Around, nobody appeared. Nhưng mà khi tôi quay ngược lại, seriously? Trở lại thì không thấy có ai xung quanh tôi nữa rồi. Nghiêm túc là như vậy đó các bạn. Just like my makeup artist today. Giống như là I cái chuyên viên trang điểm của tôi hôm nay. Anh ấy cũng là người Indonesia. Indonesian. And I say, do you know vâng, where? Tôi yes. Đợi 2 tiếng do you know how? Để gặp yes. Anh ta. Tôi hỏi anh có biết đường đi không? Anh có biết cách đi không? Thì anh ta nói có. Nhưng cuối cùng là anh ta bị lại. Và tôi phải đợi 1 tiếng rưỡi. And I'm a Singaporean. I was only about 28 years old. Nhưng mà cái do you think they trust me? Tôi mới có 28 tuổi. Do you think they trust me? Các bạn nghĩ no, họ có tin tưởng they tôi don't không? Trust me. Tất nhiên who là không. Who is this stranger? Cái cô gái này là ai chứ? You know? How why should I trust you? Vì sao mà tôi tin tưởng được cái cô gái này? Since I got nothing, I only have the DDMMI spirit. Nhưng lúc đó tôi chỉ có cái tinh thần là có chết cũng phải làm. Và tôi quay lại đó. Again, quay lại đó mỗi ngày again, cho đến khi nào mà họ tin tưởng tôi thì thôi. They know I am serious. Vì họ I biết rằng tôi nghiêm túc và tôi thực sự muốn cải thiện cuộc sống Indonesia. Của họ, cuộc sống của người Indonesia. Today, ngày hôm nay trust họ không chỉ tin tưởng me, tôi mà chúng tôi trở thành một gia đình. So, you know, và các bạn biết rồi đấy. Many people ask me, có rất nhiều người hỏi tôi rằng how do you stay so positive? Làm thế nào mà tôi có thể giữ được tinh thần lạc quan như vậy khi mà tôi luôn luôn gặp rất nhiều thử thách sau nhiều năm? How can you stay so positive? Làm thế nào tôi how? Có thể giữ how được tinh thần lạc quan này? Yourself? Làm thế nào okay? Tôi tự nói now với bản thân here, tôi? I prepare ok, a bây glass giờ of water. Tôi đã chuẩn okay? bị not for me to drink. Một cốc nước ạ, không phải để okay. uống. Now, can you see this glass of water? Các bạn có nhìn thấy cốc nước này không? Do you see? Now, let me ask you a question. How heavy is this glass of water? Tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi. Cái cốc nước này nặng bao lâu ạ? Okay, if you need a binoculars, bao nhiêu ạ? You can take it out. How heavy is this glass of water? Các bạn nghĩ là các bạn sẽ 300 grams. Các bạn nghĩ xem là cốc nước nặng bao nhiêu ạ? Any other answer? Vâng, 300 gram. 200 gram ạ. Okay, any answer? 288. Câu trả lời nào khác nữa không ạ? Ok, 288. Now, in my perspective, theo it's như cách nhìn của tôi, the weight nó không of phải the là water. Về trọng lượng của cái cốc nước này. It's about how long mà là you hold this glass of water. Bạn sẽ giữ được cái cốc nước này trong tay mình bao lâu? Now, if you hold this glass of water for a while, nếu như các bạn giữ được cốc weightless. Nước này
trong một lúc thì nó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng hãy thử giữ cốc nước này trong một tiếng xem, chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy đau tay. Nhưng nếu như các bạn giữ cốc nước này trong một ngày, điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy tê tay rồi, cảm thấy bị tê liệt, đúng không ạ? So you know how long vậy thì do you hold on các bạn sẽ duy trì, sẽ kiên trì khi mà đối mặt những thử thách để làm cái công việc này. Nếu các bạn nghĩ về điều này một lúc thì chắc chắn là nó sẽ không giết được bạn đâu. Nhưng nếu như mà cả một ngày chỉ có tập trung vào các thử thách gian nan thôi, chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy bị tê liệt. Vậy làm cách nào tôi có thể giải quyết được hết những cái thử thách mà tôi đối mặt? Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thực ra chẳng có gì đáng cười khi mà điều này xảy ra cả. Làm thế nào để tôi giải quyết được những cái gian nan này? Tôi buông bỏ nó và tôi chỉ luôn luôn tập trung vào cái bức tranh thành công thôi. Vì vậy, đừng thử, các bạn đừng thử. Do not. Hãy nhớ rằng là làm tất cả mọi việc nhưng đừng bao giờ thử. What spirit do you need for và các bạn skin? Cần phải giữ cái tinh thần gì khi làm công việc này ạ? Đó là có chết cũng phải làm. You know, before I go, và trước khi mà tôi rời khỏi sân khấu này, tôi muốn hỏi các bạn một vài câu hỏi. Tôi rất thích các câu hỏi các bạn. Câu hỏi chính là cái miếng thịt beacon trong cuộc sống này. Why? Vì sao we really be successful? Chúng ta nhất định phải thành công trong cuộc sống. What kind of person? Các bạn muốn trở thành một người như thế nào? What kind of person? Someone muốn trở thành một người sẽ luôn trốn chạy các gian nan thử thách, hay trở thành một người sẽ tỏa sáng trong gian nan thử thách? The first or the second one? Các bạn muốn trở thành tiếp người số 1 hay số 2 ạ? We want to be someone. Chúng ta đều muốn trở thành một người mà có thể nhận ra được những cái tiềm năng bẩm sinh của chúng ta. Bởi vì với tôi cái từ tiềm năng chính là cái từ đẹp nhất trong từ điển các bạn. So, you know, as you can see, the các bạn có nhìn thấy bức tranh, bức hình thứ hai ở bên trái. Các bạn thấy là trông tôi xấu hơn tất cả những ai đang ngồi trong khán phòng này đúng không? Tôi biết là câu hỏi này khá là khó để trả lời. Okay, in new skin, force for good, we never trong môi trường của chúng ta ugly. Chúng ta là một đội ngũ làm việc với những điều tốt đẹp và không but nên chê những ai là xấu, đúng không ạ? I was nhưng less mà thực sự ordinary. Trong tôi không hề bình thường, but because trông không được bình thường cho lắm. Và mỗi lần khi mà tôi đối mặt với những thử thách, I never give tôi up. Chưa bao giờ cho like what Kaneko say, never, never. Như một cái câu này chúng ta thường hay nhắc đến, không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ được phép từ bỏ. I bloom. Mà tôi đã tỏa sáng, tôi vươn lên. Mỗi chúng ta đều là một bông hoa trong khác nhau. Chúng ta không cần phải so sánh mình với những bông hoa bên cạnh, bởi vì chúng ta sẽ tỏa sáng theo cách của chúng ta và trong đúng cái thời điểm mà chúng ta cần phải tỏa sáng. So what kind of person do you vậy, want to be? Các bạn muốn trở thành second một người như thế nào? For myself as well. Bây giờ là what câu hỏi thứ hai, cho câu hỏi cho tôi luôn. Vậy các bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo hay là một nhà upline như thế nào? You know? Các bạn biết không ạ? Everything rise and fall on leadership. Mọi việc đều xảy ra today, trong your people trusted you, phát triển hay là đi xuống đều do sự lãnh đạo. Và ngày hôm nay khi mà người ta tham gia vào cái công việc của tôi, dù họ ăn cháo hay là ăn cháo hay ăn cơm, thì họ cũng đều nằm trong cái sự kiểm soát của các bạn. Nhưng tôi biết là có rất nhiều người không thích ăn cháo đâu, nhưng đây chính là cái ý mà tôi muốn gửi gắm các bạn. So is it a small thing or a big thing? Và khi họ tham gia vào đội nhóm của các bạn, cái kỹ năng lãnh đạo này đối với bạn thì nó là điều nhỏ hay là điều nhỏ nhau hay là điều lớn lao? Nó là một cái điều lớn lao các bạn. Hãy hỏi chính bản thân mình, các bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo như thế nào? Các bạn muốn được ghi nhớ như thế nào? Là một người, là một người bạn hay là một nhà lãnh đạo? Well done. Làm tốt lắm các bạn. That's our $20 million circle member in the making. Các bạn đang trên đường trở thành thành viên 20 triệu đô đó. And
What is the kind of life và các bạn we want to provide muốn mang đến cho gia đình family. Của mình một cuộc sống như thế nào? You know, các bạn biết không? Our parents cha mẹ của chúng ta đã phải trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn. Họ nỗ lực rất nhiều để cho chúng ta một cuộc sống and tốt đẹp nhất. You know, they never let nhưng us họ chưa worry bao giờ phải để chúng ta phải lo lắng về chính tương lai của chúng ta. Today, ngày hôm nay, what kind of life cuộc sống mà các bạn mang đến cho gia đình của các bạn do là như nào? A good life? Các bạn nghĩ xem là họ có xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp không ạ? You know, when I was in Africa with my mom, khi mà tôi ở châu Phi với mẹ của tôi, we wake up together, chúng tôi ngủ cùng một phòng, rất thức dậy I cùng nhau. Tôi sấy tóc cho bà ấy and choose her outfit và lựa chọn quần áo cho bà ấy every day. Mỗi ngày. No stress, không hề có căng thẳng, no burden, không hề có gánh nặng, no worry about the future, không có nỗi lo it's về a very tương lai. Secure feeling. Nó một cảm giác because rất an toàn. Bởi vì tôi biết rằng exactly how my next 10, chính xác 20 years will be like in new skin. Cuộc sống của tôi 10-20 năm nữa khi tôi làm công việc này nó sẽ như thế nào? You know, I love to hold my mom's hand. Tôi rất thích nắm tay mẹ tôi. Firmly. Nắm tay I mẹ tôi thật chặt. Và tôi dắt tay mẹ tôi trên từng bước đi on Table Mountain. Để đi lên trên as đỉnh núi. As you can see from this picture, các bạn nhìn thấy trong bức tranh, it's trong heavenly. Bức ảnh này, the view như trên thiên đường up there, it's cái khung cảnh ở đó cũng như trên thiên đường. So today, vậy ngày hôm nay, why? Vì sao? Why must we DDMMI? Vì sao chúng ta? Because cần our phải có parents, có chết cũng our loved one, bởi vì our success cha mẹ của chúng ta, must những be người yêu thương của chúng ta, than the thành công than của chúng ta cần phải nhanh aging, hơn tốc độ già đi của họ. Tôi nói có đúng không các bạn? So you know, vì thế, my best gift, món quà tuyệt vời nhất tôi dành earn, tặng cho cha mẹ của tôi không phải là 10 triệu đô, mà chính là nụ cười của cô ấy, nụ cười của mẹ tôi, mà tôi có thể trở thành trụ cột của bà ấy trong mọi khía cạnh cuộc sống. And what kind vậy, of role model các bạn do we want to be muốn trở thành một hình mẫu như thế children? Nào trong mắt con trẻ children? Trong những đứa con của các bạn. Them to the beats. Các bạn có yêu just con của mình không? Nhưng tôi yêu con của mình rất nhiều. What would you tell your và khi các bạn trở về nhà, các bạn muốn nói với con của mình như thế nào? Do you have a dream? Con có mục tiêu không? Con có giấc mơ không? Do you have a goal? Con có mục tiêu không? Do you believe? Con có tin tưởng vào in your dream giấc mơ của that con can come và true. Rằng nó sẽ trở thành hiện thực hay không? So every day, và mỗi I ngày, talk about success five formula with my tôi son. Luôn chia sẻ về cái công thức cuộc sống thành công của con trai của tôi. Success lies in new skin success tôi chia five formula. Tôi chia sẻ về cái right? cuộc and sống thành công me, mà đối tác chúng ta mang the lại. Đối với tôi, the best gift for món quà our tuyệt vời nhất cho con của cái của chúng ta right? đó là chúng ta hãy trở thành một cái hình mẫu tốt and nhất. Last, but not least, cuối cùng nhưng cũng không hề kém quan discover trọng, hãy khám phá phiên bản tốt you. Nhất của bạn. All right. Được không ạ? Trust me, tin tôi đi. Over the years, as you walk chỉ hơn một năm journey, trong cuộc hành trình này, every obstacle tất cả mọi trở ngại đều có thể dễ dàng every trial and challenges. Mọi is to mold you for your future success. If not, when you become a one million, you have để no chuẩn bị story cho cái thành công and của các no feeling. Bạn. Vì khi mà các bạn trở nên that's thành công rồi mà không có những thử thách này sẽ why không có cảm xúc nữa. Why we have tears? Why we have joy? Because vì sao chúng ta có nỗi sợ, có niềm vui? Experience. Bởi vì cuộc sống này là một sự trải we nghiệm. We must experience chúng ta life cần phải trải nghiệm cuộc sống này. So my dear family in Southeast Asia, today, what you see các bạn me, yêu quý của tôi it's gonna khi mà các bạn nhìn thấy tôi đứng trên sân khấu ngày hôm nay thì điều này chắc chắn sẽ xảy ra các bạn trong một vài năm nữa thôi ạ. Các bạn có thấy cái điều này không? And I wanna tell you, tôi muốn nói với các bạn years, rằng là một vài năm nữa thôi các bạn you, chính các bạn will be up on that stage, sẽ đứng ở trên sân khấu này life. Để and you know what? Gây cảm hứng và tạo cảm hứng cho cuộc sống. Road, và tôi sẽ ngồi ở dưới ăn mừng cho các bạn. Tôi sẽ vỗ tay cho các bạn. Cho từng người một các bạn. Everyone, cho từng người một ở đây. Các bạn, mỗi người chúng ta ở đây hãy khám phá phiên bản you. Tốt nhất của chính mình. I'm Lillian. Tôi là Lillian. Join me.
hãy tham gia cùng tôi trên hành trình này và chúng ta hãy là phiên bản tốt nhất, hãy là món quà tuyệt nhất của chính bản thân mình. Vâng, xin cảm ơn Lilian. A big hand.